Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 14 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi tại huyện Xuyên Mộc. Thực hiện nghị quyết số 14 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, huyện Xuyên Mộc còn tổ chức xác định ranh giới các vùng không được phép chăn nuôi và nuôi chim yến. Qua thống kê, huyện Xuyên Mộc hiện có 1.345 cơ sở chăn nuôi nằm trong vùng không được phép chăn nuôi theo nghị quyết 14. Đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nghị quyết để người dân hiểu và chung tay thực hiện. Trước đó, đoàn đã khảo sát tại một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Xuyên Mộc và thị trấn Phước Bửu để nắm bắt những khó khăn, kiến nghị của người dân.